rồi cái phòng của Gia Linh, coi ba Gia Linh bài nè. Nhìn nè. Ba Gia Linh bài đó. Rồi nha, để một chút để coi dẹp ra làm sao nha. Cái bên chỗ cũ. Quay lén chứ gì. Nhìn cái phòng khủng khiếp. Lên. sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp hết đồ của bà Lộc, cái phòng nhìn đỡ được một chút rồi ha. Bây giờ á, con lau phòng đi, xong rồi cái ba ráp cái giường vô, xong rồi mẹ mới sắp cái bàn rồi lại nha. Ok, con lau từ trong góc kia kìa. Dọn rồi trống trải sạch sẽ không? Trời ơi, còn cái đống đồ chơi của chị này mới mệt nè. Bây giờ mẹ sẽ dọn đồ chơi của con á, mẹ cho mấy em hết nha. Mẹ chừa lại Barbie thôi. Mẹ nói là mẹ chỉ cho mấy cái khác, mẹ chừa cái Barbie với Pet Shop lại cho con chơi. Nha. Ừ, thì mẹ soạn ra cái nhà nào mà con không chơi nữa thì mẹ cho mấy em nha. Quá trời luôn đó, đồ chơi đó. Hả? Ai mà có con nhỏ mà muốn có mấy cái đồ chơi á thì nhắn cho Hồng Loan biết đi, nên tẩu tán bớt mấy đồ chơi cho mấy em. Đồ chơi mấy búp bê rồi từ hồi còn nhỏ xíu luôn á. Của con nàng này nè. Ngày nào cũng ba ơi mua đồ chơi cho con. Chưa nó trật tự. Cái gì nói tiếng Việt? Nói tiếng Việt. Mẹ không mới lấy cái này. Không mới cho mấy cái đó hả? Không mới lấy chơi đâu. Chứ con lấy làm chi? Con muốn thôi. Con muốn rồi, con muốn chơi. Linh đừng có nhiều quá. Mới sạch. Vậy mới sạch hả? Ok. Cái giường cho Gia Linh. Cái giường này lâu trước là của Gia Linh có sẵn mà bây giờ là mình không xài nữa, bỏ vô nhà kho. Giờ lấy lại cái này cho Linh xài. Mua máy làm bánh gì nè tình luôn. Đồ chơi nhiều lắm quý vị. Quay quay coi cái tủ. Đây. Đồ chơi nữa nè. Chơi cái đống như nè. Đây. Tủ này. Rồi, đống này nè. Đó. Dọn cái đống đó. Này không là mệt xỉu. Có một mình mẹ. Quá trời đồ chơi. Đây nè. Đây, đồ chơi. Tiền không vậy bao không nè. Con mình Hồng Loan dọn nổi mà con mình Loan biết được chơi nó chỗ nào, cái món gì để đâu đóng gì ra mà nó hỏi gì là phải móc ra đúng y chang. Bởi vậy mẹ nhớ dai. Con hỏi ba không nhớ gì hết. Bây giờ mình sẽ ráp. Xong cái đầu. Thử cái đầu gói ai. Thử cái đầu gói ai kính. Nhà của chị không chắc 2-30 căn nhà đó. Ừ. Anh mẻ đầu gối em hả? Mà sao? Trời ơi, người ta đang làm tự nhiên cái đứa chân vô à? Làm như chân cứng lắm vậy. Có lúc á, ngày nào cũng mua 1-2 món đồ chơi. 7 đồng, 10 đồng, 7 đồng, 10 đồng. Every day. Trời ơi, sao đó. Chiều lắm.
Thôi mua ngăn nghỉ là mua ngăn nghỉ là mua. Búp bê các loại, trời ơi cái đồ trẻ của Gia Linh hồi nhỏ. Để nằm mà để mà thay đem đi ngoài đường để nằm thay tả. Rồi. Xong rồi cái chị lớn lên chị lấy chị chê thành đồ chơi. Những búp bê này đầu tiên lúc Gia Linh mới đề tháng ra. Lại gần cho Linh cái kinh nghiệm. Cái búp bê đầu tiên của Gia Linh á, that's so cute. Để lại đi ha. Kỷ niệm. Ráp luôn cái giường này chỉ bằng một cái cây thun này thôi. Mà chơi gì mà lột ra ráp hết trơn à. Không con nào có quần áo hết á. Đúng em hồi xưa thôi. Em hồi xưa thằng gì có đồ chơi. Thằng gì có được đồ chơi giống vậy. Chưa ráp luôn trong cái bịch này. Ồ. Chưa ráp luôn chưa còn mới lắm nha quý vị. Ai cần có con nhỏ mà không ngại á, đồ còn mới thì không ngại thì cứ liên lạc với Lộc với Lân. Mình sẽ có một món quà cho nhỏ từ Gia Linh. Còn đồ ở trong còn bao luôn. Nếu mà ai mà... Đó là cái pony hay gì đó. Pony hả? Ờ, pony là con ngựa mà ngựa đó nhỏ nhỏ đó. Ai có cần liên lạc thì ở Orange Cody á, liên lạc với Lân với Lộc. Nghe, nếu mà không ngại. Để ngoài á. Nói vậy nè quý vị à, cũng đầy đủ đồ chơi trên đỉnh á. Bây giờ không chơi nữa. Không, cái nhà vậy nè. Mới tin nè. Nhà nó bộ với cái tree house này nè. Ồ, nó bộ với này nè quý vị. Đó. Nguyên bộ. Ai mà cần thì liên lạc với Lộc với Lon nha. Mà phải ở gần đây nha. Xa quá đâu không mua tới được. Không có vận chuyển tới được đâu nha. Ok. Legal. Legal nhỏ. Legal lớn. À. Đó. Ai cần gì đăng ký trước cho Lộc nha. Đấy nè, hai gánh đi lên. Ồ đây nữa nè. Trời đất ơi. Rồi để vô xuống. Nè. Legal. Ai cần thì nhớ nhắn cho Lộc biết. Mấy cái set mà để làm play đồ đó quý vị. Một đống luôn. Đủ thứ khuôn á. Khuôn mẫu tùm lum nè. Ai mà có con này nhỏ nhỏ mà thích cái Lego à. Liên lạc đấy nha. Trời ơi, cái đợt lên hôm nay lúc tuổi mấy, 2 tuổi mê cái này lắm. Đây nữa đây quý vị. Lại em có một cái thùng để em bé không á. Một đống này nè. Đây. Đó, cái đầu này nè. Lớn rồi đâu có xài nữa. Đóng này nữa. Búp bê. Thùng này là đồ. Đó, này còn trong bao nè. Chưa mở luôn nè. Cái bóng đèn LED này cũng gớm lắm anh em quý vị. Có một đồng một cái thôi. Vô tiệm Dollar Tree đó. Một đồng một cái. Xài cũng tiết kiệm điện. Nó là đèn LED á, đèn LED. Mỗi lần được mua 20-30 cái để sẵn. Nhà nếu mà bị hư bóng nào đó mình có bóng mình thay. Giờ cái phòng này là hồi đó xài đèn mà đèn. Nó gọi là đèn ống á. Đèn nó không tiết kiệm điện. Bây giờ mình gắn đèn này, vô cho nó tiết kiệm điện. Ống này đây. Ống hồi xưa. Nó xài nó chập chờn lắm. Bây giờ bờ gắn ống bóng LED lên á. Nó sáng ở nhà lắm. Có một đầu một cái thôi quý vị. Nó là LED. Bây giờ quý vị vô 99 cent hay Dollar Tree mua cho rẻ. Đọc khi mua trọng lắm, nó xài nó vẫn là ok. Còn mấy bóng mà ở ngoài nó bán á, thì cũng phải là 3 đồng, 4 đồng cái.
này nè, trái hồi nóng phỏng đai luôn, LED á, không có nóng. Rồi bây giờ mình lấy cái base mình để lên giường, nhờ lực sĩ Phòng Loan phụ thôi, chứ một mình làm không nổi. Bây giờ nhìn muốn xỉu rồi. Hello, xin kính chào quý vị. Chào bà cô chú. Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. Gia Linh, nay ba mẹ dọn cái phòng cho Gia Linh. Gia Linh có gì nói với ba mẹ không? Cảm ơn ba mẹ. Giỏi. Để mai mẹ mua cho Gia Linh cái bộ ra giường mới đó. Xong cái mẹ trải lên. Mời gì? Có muốn mời gì? Hồng. Hồng. Thích màu hồng. Ok. Màu đen được ha. Hôm nay là một ngày không dịch nha. Không có nói về dịch. Hôm nay nói chuyện vui đi, chuyện bình thường đi, đừng có nói gì hết, đừng có nói gì chuyện buồn. Hôm qua thì Lộc cũng nhận được những cái lời chúc mừng lễ Hiền Mẫu, lễ Happy Mother's Day á, thì có bài hát của Gia Linh hát thì mọi người cũng rất là thích. Nên nhân dịp đó thì Lộc cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Gia Linh ơi, con nói với ông bà cô chú đi. Cảm ơn ông bà cô chú. Quý vị ơi, quý vị đã chuẩn bị cho ngày mai chưa? Ngày mai là Mother's Day rồi đó. Ở bên Mỹ, còn Việt Nam chắc tối nay là Việt Nam tối nay, bên Mỹ là sáng Mother's Day bên Việt Nam rồi. Thì mình post cái này lên là ở Việt Nam là Mother's Day rồi đó. Linh con có nói gì, Mother's Day con nói gì nè? Happy Mother's Day. Ủa Linh có tặng quà gì cho mẹ không? Có không ta? Sao mắt nháy 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 vậy? Con đau hả? Cái gì con đau mắt hả? Ôi bị đau mắt thì như mắt nháy nháy gì dễ kỳ vậy. Ngày mai Mother's Day Linh make up cho mẹ được không? Dạ. Ví dụ gì chứ, vụ này là Linh khoái lắm. Make up cho bà ngoại nè ha. Make up cho bà ngoại nè, make up cho Hiếu nè, make up cho Lộc nữa. Nhưng mà mẹ chưa dám cho Linh make up. Make up đẹp không? Con make up cho bà ngoại xong cái bà ngoại nói là đi ra ngoài đường đấy có cái ông mù, ông khe bà ngoại đẹp. Ông mù hở trái. Để cho quý vị coi cái clip của Gia Linh nha, make up cho bà ngoại nha. Thay ra để đồ này ra đây. Linh đang làm gì đó? Make up cho bà ngoại hả? Đánh cái mũi hả? Đánh cái mũi như là dẻ vậy. Đánh vậy để làm chi vậy Linh? Đánh vậy để làm chi? Để cho đẹp hả? Đẹp không? Làm bà ngoại đẹp không Linh? Dạ. Có lấy tiền không? Dạ. Cậu có lấy tiền của ngoại không? Có biết làm không, đợi lấy tiền. Hả? Coi độ nghề coi. Uống son màu gì hết đây, son kìa. Son kìa, có son màu hồng kìa. Cái đó làm son hả? Bữa lấy đó làm cái son hả? Ok. Giao cái sắc đẹp mỹ miều của tôi cho nó đó. Hai cái môi thấy hơi hồi hộp. Cũng vẽ môi đẹp quá chứ, vẽ đúng đường quá chứ. Phải chu ra vậy đó hả? Vẽ môi trái tim đàng hoàng nha bà ngoại. Đẹp không Linh? Bà ngoại đẹp không? Đẹp quá.
Ôi ôi, nó dễ môi mà ngoài đẹp quá kìa. Không, màu hồng này đẹp nè. Ngồi nha. Màu hồng lợt đẹp không? Làm lợt lợt nè, đẹp quá chứ. Bao nhiêu tiền? Fifteen nữa, trời ơi, sao rẻ bèo vậy? Sao rẻ bèo vậy? Make up rẻ bèo vậy? Hả? Không có thêm nữa hả? 15 hả? 15 đồng hả? Ok. Có cần tip không? Luôn tip hả nhiêu? Tip nhiêu nữa? Tip 5 nữa hả? Đẹp quá nè. Make up bà ngoại trẻ ra nha, đẹp nha. Mốt bà ngoại đi đâu kêu Linh make up à? Trời ơi, sao make up hay vậy Linh? Mà Linh có khiếu make up lắm nha. Make up cho bà ngoại đẹp lắm, nhìn đẹp lắm tự nhiên. Mà make up cho ba cũng đẹp lắm nè. Quý vị coi này nha. Còn make up phần sau nhìn giống Gia Linh đó nha. Giống không? Giống rồi. Giống rồi à. Rồi xong rồi hả? Nhìn tự nhiên ha. Nhìn so natural ha. Natural. Thank you. Ngày mai ba quay phim với mẹ là con phải make up cho ba nha. Make up cho mẹ. Make up cho mẹ, make up cho ba luôn. Make up cho ba. Trời ơi, chắc tôi phải suy nghĩ lại quá. Make up cho ba giống, nhìn giống mẹ đó không Linh? Quay lên nơi cho ba nữa, trời ơi. Ngày mai Mother's Day có gì tặng cho chị em phụ nữ tụi tôi không? Thì Mother's Day thì tặng thơ đó. Bây giờ đi ra ngoài thì không có mua gì được hết đó, đâu có chỗ nào bán đâu. Mà hoa thì cũng thường quá này. Hoa một ngày, hai ngàn nó tàn. Thơ thì nó vĩnh cửu, nó mang trong người. Ok. Đọc cho vợ một bài thơ nghe. Ok. Ngồi buồn, kiếm chuyện nói chơi. Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên. Đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan quan cửa nhà. Đàn ông không biết thờ bà, cuộc đời lận đận kể là dứt đi. Thấy chưa? Coi như là phải biết thờ đó. Đàn ông sợ vợ ai khi? Không ai khi đâu, đúng không vậy? Vợ mình sợ xá gì thế gian. Trời ơi, bữa nay Mother's Day á, bộ làm tên lĩnh vợ rồi đó ha, dữ quá. Đó, có người nói đầu đừng để vợ lên đầu, mà để đầu để chỉ để thờ ông bà tổ tiên thôi. Thì quý vị ơi, cái này thơ vui chứ không có gì đó, nói vui thôi chứ ai dám để lên đầu trời. Để đầu gãy cổ. Gãy cổ. Giờ con hát một bài tặng cho mẹ đi. Hát bài gì? Phận là con gái đi. Đưa hát thử cho mẹ. Ok ha. Bà mở chữ con coi, con hát theo hay sao? Hay là con muốn mẹ hát với con. Mẹ hát con. Phận làm con gái chưa một là níu ai. Tình về tương lai mà đi như song song đường dài. Ok rồi. Rồi đủ rồi. Rồi. Hay. Tặng hai câu được rồi ha. Bữa nào mình mở karaoke ra cái Linh hát luôn nguyên bài luôn ha. Với lại Linh biết hát bài gì với mẹ bữa Linh hát bài gì nữa nha. The one that we always do it. Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Con nói gì? Like khi mà mình hát có mẹ với con hát. Con. Anh muốn em sống sao hả? Phải không? No, throw away, please away. Bỏ mặt anh cứ, em. Anh cứ đi. Anh cứ đi à. Bỏ mặt em là cái gì? Throw away my face.
Nó lớn lên mày nghe coi. Throw away my face. Bỏ mặt em là throw away my face. throw là ném. Ném throw away là ném đi. Mặt cái mặt là face. My face. Throw away my face. Hey. Tiếng Mỹ Linh giỏi. Tiếng Mỹ giỏi ghê. Dịch sát nghĩa quá ha. Đó là Linh nói giỡn đúng không? Nhưng mà Linh hiểu bỏ mặt em là cái gì không? Dạ. Yeah. Leave me alone. Rồi, và nhân dịp này xin cũng cảm ơn một số quý vị đã thương mến gia đình của Ba Bảo Quốc và Hồng Loan Bảo Lộc cũng như bé Gia Linh. Ngày hôm qua bé đó, Trứng. Bé Trứng. Ngày hôm qua đó là trường học của bé Trứng á, là các thầy cô chạy ngang nhà, vòng vòng ngang nhà của các học sinh vẫy tay chào thôi, chứ là ở đây là chưa coi như học. Là nghỉ học luôn cho tới hết hè luôn rồi mới nhập học qua năm sau đó thưa quý vị. Bây giờ Hồng Loan xin cảm ơn tới anh David C. Thì anh nói là no casino, no shopping, no restaurant. Happy Mother's Day. No casino. Mẹ không có đi casino. Mẹ không có đi casino. Las Vegas. Là thành đi với casino. Las Vegas chưa có làm. Las Vegas chưa. Ok, cô Michelle Kaiser thì cô nói là bé Gia Linh hát rất hay. Happy Mother's Day to Hồng Loan. Cũng như Ngân Phùng, Happy Mother's Day. Cô. Nói phần cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em Chiến Lý, hôm qua có đọc hai bài thơ. Chiến Lý nói là một điều rồi nha anh. cảm ơn em. Rồi Linh Nguyễn, bé Trứng hát Happy Mother's Day dễ thương quá. Mình share lên cho mấy đứa nhỏ nghe. Hồng Loan dễ thương, mắt kiến đẹp. Cô lấy cái bài của con, cô sharing cho mấy bạn. Mấy bạn có, mấy bạn thích lắm á. Có chị Thanh Phạm á, thì nói là bác sĩ Trí Quách cũng mổ cho chị, đem con gái chị ra đó. vậy là chị em mình cùng đi cùng bác sĩ. Nha, cùng lò nha. Dung Smith thì nói là thơ đàn bà hay quá, Happy Mother's Day. Dạ, Happy Mother's Day. Linh Nguyễn. Linh hả? Linh Lu. Văn Trọng Quỳnh cũng chúc cho cháu yêu. Cháu hát rất hay, dễ thương. Cậu xem mà cười lúc hai cha con mình thử đồ á. Ba thử đồ. Ba bằng áo đầm á. Cái đó là ba Linh kêu ba đó chứ ba cũng không biết nữa. Linh đạo diễn. Có cái bra nữa. Có cái áo ngực cái gì. Rồi Cường Quỳnh cũng nói là Cali trời đẹp quá. Nhìn hàng quán nhớ Việt Nam quá. Bạn chắc cũng ở nước ngoài hả? Ở Mỹ nhưng mà chắc Cali bạn... là hàng quán là đầy hết trơn ha, không có thiếu món gì hết đó quý vị. Cô Nga Lê thì nói bé Gia Linh dễ thương, cháu hát bài hát tặng mẹ hay quá. Rồi Thành Đạt Game, cảm ơn em, vui quá nè anh chị, chúc bé đi học vui. Chưa đi học, để coi chừng khi nào đi học sẽ quay cho mọi người coi nha. Phương Thảo Võ dễ thương lắm. Hồng Phúc, hai vợ chồng dễ thương, triệu like. Ôi cảm ơn. Thơ đàn ông fan cứng á. Thơ nghe đàn ông lên giá quá, kha kha kha. Đúng rồi cưng. Đàn ông phải có giá chứ. Tiếp nè, thơ của Hồng Loan hay, của thơ Hồng Loan nói nếu thế giới này thiếu đàn bà đó, thơ đó hay. Ta định nói che cái giọng, che cái câu đó mà tự nhiên cái mo nó lên chi vậy? Đang lên hương. Đang lên hương mà chơi nhiên chìm xuống lại. Ok rồi, tiếp nè. Thi Đinh, bé Gia Linh đáng yêu quá, chúc tất cả những người mẹ trên thế giới nói chung và chị Hồng Loan nói riêng Mother's Day vui vẻ. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi Nhung Ngô, hello Bảo Lộc, Hồng Loan, Happy Family, cảm ơn chị. Hello Nhung. Lệ Trần. Rồi có Julia Natsuki. Julia Natsuki. Say Happy Mother's Day đến gia đình Hồng Loan, cảm ơn Julia nhiều lắm nha. Và cũng cảm ơn bạn Trâm ở New York. Bạn Trâm cũng chia sẻ Hồng Loan rất là nhiều thông tin hay. Cảm ơn bạn, Happy Mother's Day nha. Con đọc này con biết chữ gì không? Gà lôi. Con biết gà lôi là gì không?
Cái gà lôi ở Việt Nam người hồi xưa là biết, mình theo Lộc Nghĩa biết á, là gà lôi là những con gà bên gà Tây Mỹ nè. Gà đá nha. Không, gà lôi là gà kiểu gà Tây á. À, bạn này chắc cũng rành về cái đây. Sandy Nguyễn. Kim Nguyễn. Kim Nguyễn. Rồi Thùy Như. Cảm ơn Thùy Như. Rồi Tracy La. Khen bài hát của bé Gia Linh tự sáng tác hay quá. Rồi bạn Trung Anh Thư. Trung Anh Thư cũng là một fan cứng của anh chị ha. Cảm ơn Trung Anh rồi Thư. Rồi Mary Annie nữa cũng là một fan cũng cứng cứng đó nha. Cô Nhung Đặng thì rất là thương gia đình của Hồng Loan. Cảm ơn cô ha. Happy Mother's Day cô. Ok. Cũng còn nhiều quá nhưng mà lộn với Loan thì không có thể... Bị lốt giờ, bây giờ chúng tôi chuẩn bị cơm chiều cho gia đình rồi. Chào tạm biệt quý vị ha. Chúc tất cả mọi người phụ nữ chúng ta có một ngày Mother's Day thật là ấm cúng và hạnh phúc bên các con yêu của mình. Giống như Hồng Loan bên con gái yêu Gia Linh vậy nè. Kể từ lúc mà có này, bỏ tôi ra rìa. Không có nhờ nhắc tới. Bởi vậy. Khổ lắm. Ok, Mother Day vui vẻ, em cũng hạnh phúc bên chồng yêu ha. Okay. Đúng rồi đó. Quý vị ơi. Không có chồng yêu đâu. Cái gì? Ba là mập yêu. Ok, mập yêu. Ok, nhớ subscribe, like, share video này nha quý vị. Nhớ nha. Share nha, share bé Gia Linh nữa nha. Rồi, chào tạm biệt quý vị. Bye. Bye. Say bye luôn. Bye.